Trưa nay Đại rửa bát hay là ai rửa bát nhỉ? Giang nhỉ? Này, đầu đũa cắm xuống dưới này. Mà toàn là những người là phụ huynh học sinh rồi đấy nhá. Mà một cái chuyện tối thiểu này không biết này. Đũa, cái đầu đũa luôn luôn phải để lên trên cho nó khô. Vi trùng vi khuẩn nó mới không bám vào. Hình như bố mẹ không biết dạy con ấy. Này, nhìn. Toàn thế thôi, tôi chưa bao giờ tôi thấy ở một cái nơi nào mà đũa mới đầu mà nó đầu ra đằng đầu, đuôi ra đằng đuôi. Đây mới là một cái chi tiết đáng phải lưu ý này. Rất nhiều nơi tôi đi đến đâu tôi cũng thấy đũa cắm lung tung vô ý thức trong lúc rửa bát. Một cái chuyện nhỏ như này đáng nhẽ là phải tự tự thân nó phải tự biết rồi, không đợi phải đến ai nói. Cái đôi đũa này mà cái đôi đũa bẩn như này mà cũng để lại này, không bỏ đi này. Đấy, những người vào bếp sợ không xử lý, sống hoang dại, ghê rợn. Nhắc lại một lần nữa nhé, tôi đi đến đâu tôi cũng thấy người ta rửa đũa và người ta cắm vào cái chọng đũa. Đây nhà này nhắc nhiều lần rồi ấy. Đầu đũa mới lên trên này, còn hầu như nhé, luôn luôn và như vậy, rất kinh khủng. Toàn làm bố làm mẹ làm phụ huynh học sinh mà thế này thì để là con hoang dại nốt, chả có ý thức gì, kinh khủng.